chút chút. Nắng gió quá nên nó bay màu bớt rồi. Bơi đua được. Bơi đâu vậy? Bơi đâu chuối. Dạ, cho mấy chị em tụi con thân chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn nha. Xin chào. Ngày hôm nay thì mấy chị em tụi con lại tiếp tục đi tác hầm nữa các cô chú, anh chị và các bạn ơi. Hôm trước thì mấy chị em đã tác hết mấy cái hầm ở phía trong rồi, chỉ còn riêng cái hầm ở bên này là mình chưa tác thôi. Cái hôm mà nước lớn á, nước lũ á, thì nó cũng tràn nước ở ngoài vào rất là nhiều. Thì trong lúc đó thì cá cũng đi vô, nó theo rồi nó ở lại cũng khá là lâu rồi. Sau khi mà mùa nước nổi đi khoảng mấy tháng trang hả? Em nghĩ là cá mà 4 tháng thì nó lớn chứ cũng khá là nhiều rồi. Cho nên là mấy hôm nay chị em sẽ quyết định là đặt một cái máy xong rồi bơm nước ở trong để mà rút hết nước ra. Xem thử là cái lượng cá mà nó trú ngụ lại trong này là nhiều hay ít nha. Ủa? Cái mực đó là hồi sáng khi mà mình bơm ra là nước nó nằm ở trên đó. Tại vì nước ở ngoài nó tràn vô xong rồi mình giữ lại tới giờ luôn. Cá rô phi, cá rô phi nhiều á. Nước cạn rồi chị ơi, dục dép. Nhanh nhanh mới được. Nhưng mà khúc này nhanh là giật qua te nè. Hey. Hồi nãy giờ bơm nhất cũng khoảng 2 tiếng đồng hồ nữa đó các cô chú anh chị và các bạn ơi. Nước nó mới được cạn giống như thế này. Bây giờ mình sẽ đi xuống rồi mình tắt cái máy rồi mình bắt đầu bắt cá nha. Thấy hồi nãy giờ cá là nó quậy cũng dữ lắm rồi đó. Trơn quá. Hốt hả chị? Wow, nhẹ nhàng luôn. Chị ơi, em thấy cái dụng bên này nó quậy nhiều lắm nè. Vàng ơi, qua đây nè. Dạ. Sao chị dí bên đó hả? Chị bỏ bên đó trước đi, qua đây đi. Trời ơi nó quặn kìa. Chưa chạy chị đợi em chút. Wow, ôi ơi. Kia luôn rồi. Định là đắp cái chỗ này lại cho nó đừng chui qua được nè. Lũi chục trời ơi trời. Wow, đã quá. Wow. Ôi đâu mà nhiều dữ vậy? Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi.
Đâu hay thôi. Ngân ơi. Cái gì vậy chị? Nó đâu rồi? Chín chưa? Wow. Ôi, kìa, Nhân nó bắt được thêm nữa kìa. Quá trời, Nhân giỏi rồi. Gì vậy chị? Nó quậy, nó quậy. Còn gì nữa mấy? Kìa, ngay tay em luôn kìa. Trời ơi. Nó chú quá à. Đây nè, mà nãy chị cũng biết cái gót nó đâu rồi. Nhân ơi, nó chú với Thịnh. Nhân ơi. Chị ơi rồi rồi. Trời ơi trời ơi. Mặt mày nè Nhân ơi. Nhân ơi. Con ơi lấy cái này dùm mấy gì vậy em con? Cái gỗ á. Tầm này á là em không những là em đắp mặt nạ xinh mà em bắn xinh luôn rồi. Chỗ này nhiều quá ta. Có một dũng chút xíu. Tự nhiên nó đậm ở đây mà nó nhiều ghê. Làm như còn nước hả chị? Cái trời hả? Trời, con cá rô phi nó bị chuối đầu. Con ếch này dính sao trời. Chết hết hả? Ếch hả chị, giờ đem cột chân nó lại. Cột em đưa đây, đưa đây, đưa đây, đưa đây. Rồi, cột ếch đi. Em đây nè. Rồi. Thấy nó trong cái dĩ xuống luôn rồi tiện. Vô. Trời ơi chị. Trời ơi. Cá trà trẻ luôn nè. Lôi cái thào lên. Được không Quân? Cẩn thận nha, nó có kỳ á. Ây da, ây da, chụt. Nó chui dưới vỏ á. Tại vì mấy chị tới đô thị chưa có kịp về á, mà giờ này tối rồi, không có đợi kịp. Ui, có con cá tre tượng kìa. Đây là chị bắt vô cho, nó dậy vô đó. Giang ơi nhìn nè. Quá bự Giang ơi. Đầu sóc lại con cá tre tượng đã vậy ta. Ôi chị ơi. Ủa con cá bự chảng luôn nè. Trời cá ơi. Trời ơi. Đâu rồi? Đâu rồi? Không ăn không cái đeo luôn rồi. Đâu rồi? Trời ơi. Có gì vậy kìa? Nó chuột.
chuột đây, chuột đây, nó chuột đây. Nó chuột đây. Thấy thiệt á. Chết rồi, hôm nay hai chị mình dàn chặn không kịp rồi Ngân ơi. Bình thường có mấy chị thì mấy chị có dí tiếp được. Quá còn nước nhiều quá, bắt luôn cái con. Không, em đừng bắt cá nhỏ, em bắt cá lớn thôi. Tết nữa nè. Chết cả đi. Giang, tết rồi Giang. Chị Giang ơi, chúng ở rồi lẹ Giang ơi. Lẹ. Chị, lẹ. Cái gì? Lại đâu? Đâu đâu? À, chúng ở. Đừng đừng tát nữa. Nó mặn quá em ơi. Đừng con này. Trời giỏi chứ ta. Ơi, quá xinh ra. Chị Nhân ơi. Nhân bắt được con nào không nha? Chị Nhân ơi. Chị bắt được con quá giỏi luôn. Trời ơi. Con giỏi quá. Nó bò dưới. Nó chúa quá chúa rồi. Nó nằm sâu ở dưới rồi chị. Nước còn nhiều quá nè, dễ dột nó lắm. Hay ổ luôn rồi em ơi. Hay ổ luôn rồi mà bắt được có con là tức ghê á. Bé nhỏ tên gì chị quên mất tiêu rồi nha. Dạ, bé lớn tên Nhân, bé nhỏ tên Quân. Mỹ là đi làm phải không? Dạ, bé Mỹ là đầu tiên, lớn nhất. Có tép nữa kìa ta. Trời ơi, quá trời có lóc rồi. Em nghĩ là cái bài lồng rồng hôm trước mình thấy này nó lớn rồi chị. Hết chưa? Hết chưa? Em mò hết chưa? Nó nằm sâu dưới sình á. Em mò được rồi. Nó vụ dưới sình đó con ơi. Cá linh ngóc chưa Ngân ơi? Cá trắng ngóc. Tép ngóc chưa? Nó nằm dưới sình á. Đúng rồi. Hai chị em nghiên phim hoạt hình. Xuất lên trên chị ạ. Một mình. Đầy gì không? Không có con cá đâu cả. Hôm trước cái này mình múc sâu lắm đó chị. Dồn xuống dưới hết rồi chị ơi. Rồi. Tình hình là ngày hôm nay thì chỉ có hai chị em tụi mình thôi, cho nên là không thể nào mà bắt kịp á. Quá trời ơi. Cái dụng nước này quá nước rồi. Nước hơi nhiều. Kê 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 kê. Rồi nó lặn ở trong đây là thua luôn. Chui trong chỗ mấy cái dấu chân đó chị. Cái chuối dưới này quá chuối nè. Kìa kìa. Hả? Kìa. Mới vừa đụng cái đốp. Ở đâu? Ở dưới đây nè. Chuối dưới sình mà sình mà còn lót dưới đây nè. Nãy giờ nhăn hay lắm nè. Chị nhăn, chị nhăn. Chị nhăn bự không? Bự không, bự không? Ừ. Đâu lôi lên coi. Ôi ôi. Quá dữ luôn. Trời ơi, giỏi chưa hả?
chui. À, à, chị ơi nghe rõ rồi. Quằn quằn mấy ở đây nè. Mấy con ô. Nó đen còn hơn em. Chị đợi em đi, em mò chúng mà xem cho chị bắt. Chị cũng đựng con rồi nha. Ê giá, rồi rồi luôn rồi. Chỗ này còn dũng quá dũng rồi. Chị thấy nó còn giận á. Trời ơi, cá này nó mập luôn nè. Trời ơi, đúng rồi. Bơi trong sình luôn rồi. Được con nào không bơi? Chưa. Mấy con cá này nó hay ghê ta. Ây da, ây da. Đâu hết rồi cá ơi. Đi chơi hết rồi. Cá hô phi nó nổi luôn. Quậy đục xịn. Chị, đây là cái gì đấy? Nó cũng là cá mà nó là cá hô phi. Cá hô phi. Lên lên thấy. Ai thấy một con kìa. Yeah. Ở đâu vậy? Kìa. Kìa. Cá này mệt nghỉ luôn à. Mệt lắm luôn rồi, cá nó lụm lụm. Cá phi hình nhiều quá. Cá này phi quá nhiều nè con ơi. Trời ơi. 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 Chạy đi kiếm cá. Nhật. Hết nè hả? Ý, dạ. Em nên gọng bớt để ngạt chết. Có nên gọng bớt không chị hay là mình để vậy? Đây, cá lóc này là cá lóc hầm cộng đồng. Cộng đồng hả cái gì? Hầm cộng đồng là cá lóc vừa đồng mà vừa trong hầm mới tách ra. Mình nói vậy cho người ta biết rõ. À, 60.000 một ký. Dạ. Nãy hả? Rồi, hai con. 6. Nhỏ nhỏ hả? 60.000 ký nha nội, mày vô mày vô bà con cô bác ơi. Con nào bà bảy? 6, con này 6. Vô. Rồi của bà nội nè ngăn ơi, 60.000 mày vô mấy cô ơi. Bắt con bên đây nè chị. Này nha. Nhiều ngăn, nhiều ngăn. Này nè, chỗ ra thì dạ, con nào ngăn ơi chở bọc nha. Bắt thêm con này nữa thôi. Rồi, để xe con xíu nha. Con này của bác hai. Ủa chưa căng. Đây 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 đây, để xíu hối nè, hối nè, hối nè. Bác hai cầm cái đi rồi hả căng bác hai. Dạ này ký đúng một. Thổi nhiêu ngang. Thổi nhiêu ngang. Hả 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 cái gì? Thổi nhiêu. Thổi 30. 30 cho ai? Này rồi con cảm ơn bác hai. Dạ, cái này một ký sáu vàng lắm. Ký sáu còn là bác hai bán chạy đêm, bán chạy đêm đưa đưa bác bà cả cái bà ta cả bà nhỏ là cả bà ta cái này hả bác cái này con này đấy rồi cả rồi 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 chú ba con chồng của chú chín kìa 36 dạ 96.000 cái này 36.000 nhiêu lại một chút 25 thôi. Đây, dạ bọc đây, bọc đây. 25.000 chú ba ơi. Cũng chín nhiều ạ? 36.000 hả? Nhiều. Dạ 60.000. 60.000 một cái cá này. Trời ơi, nhiêu chín. 36 nhiêu 40 đi, 40. Đây. Rồi. Con cảm ơn. Cái nào của bác Nam? Bác Nam. Cái này hả? Năm cả. Cái này chín. Năm con nào? Con này. Con này. Dạ 52. Con này nữa nè. Hai con nó đi cả thầy. Rồi vô. 54 60.000 nè. Dạ, trả lại 2.000. Trả lại 2.000. Con lấy, con cảm ơn. Đợi con xíu con kiếm tiền.
nghiền nè. Bắt hai con luôn rồi. Đè, bắt cho bà kẹp hai con luôn. Rồi. Cái đó của thím năm. Cái này là của anh là ba. Cái đó nhiêu? Dạ, cái này 66. Này là 54.000 này cả. 66. Chút xíu có chợ. 54 hả? Dạ con sách thì cực quá. Bán quá mau mà giờ mấy cô. 54 nè, khoan nghe, 60. Nãy con nói nhiêu con quên rồi. Hết lại 10.000 năm. 66.000. 66.000. Nãy ngang nói 66. 66. Hả 16. Không thì ngăn lại đi. Nè. Lại đi ngăn ơi. Rồi, con cảm ơn. Đổ về đó nha. Lại đi. Phải không nha. Ô cô gái tóc. Cô gái tóc đen mặc đồ màu hồng ơi, mua cá không? 66 với 4 là 70, 30. Rồi em cho. Dạ, con cảm ơn bác này. Rồi cái bịch này của ai vậy ạ? Bác ba cần cho. Bác ba là tiền. Bác ba đâu rồi? Bác ba đâu rồi? Mới đem đi lấy tiền thôi, giờ ông đi đánh lấy tiền hay gì rồi? Đi đâu rồi? Kìa, ông đứng theo cả, kêu ông lại đây còn, kêu ông ta. Ủa, cái này của anh ba, mà anh ba chạy về rồi. Ông đi lấy tiền chị. Ủa, đi lấy tiền. Bác ba ơi. Ba lăm. Dạ. Cảm ơn bác ba. Rồi, bác ba một cái chiều. Dạ. Đây, con đèn cho. Ngồi hướng luôn đi. Nè, cặp. Chết rồi. Nè. Rồi rồi. Ba chục còn 5.000 nữa. Ông Chính ơi. Ba kẹp thấy không? 650. Anh ba kìa cắm. Anh ba nhiêu nha? 54.000. Còn hết nè cắm. Hết rồi hả? Dạ hết thì ông Chính rồi. Con xin lỗi ông Chính ơi. Con xin lỗi ông Chính. Dạ bao nhiêu con ơi? Của anh ba 54. 54 50. Dạ cảm ơn anh ba. Con cảm ơn bác ba. Dạ con gửi. Trời ơi. Trời ơi ông Chính ơi. Ông Chính cười không mỏng nói gì hết trơn. 300, 400. Dạ, cái hàng của ông khác. Ờ, ông khác cũng được. 606, 607, 608, 609. Mang cạnh trong chính con. 700, 730.000. Wow. Cái này tiền thói duyên không biết đâu. Dạ. À, ngày hôm nay thì chị An với lại Ngân và Út Nhàn á, đã tác hầm rất là giỏi luôn và thu về một cái số tiền cũng khá là lớn. Mình với lại chị ba đi từ thiện về thì cũng vô và buôn bán tiếp cho chị An với lại Ngân và Út Nhàn. Được một cái số tiền này thì rất là vui và hạnh phúc luôn. Cảm ơn các cô chú, anh chị và các bạn đã theo dõi nha. Xin chào, bye bye.